Chào anh. Chú bật cứt gì chụp gì? Bây giờ bắt đầu mới mở hàng. Chụp mấy chiếc cái gì đâu, anh bán bao nhiêu một cái quyển này đấy? 40.000. Vâng, bí ẩn đời người và 12 con giáp. Mà chụp vào đây cho mày lấy luôn đi về đây. Anh ơi. À, cuốn này được đấy. Anh đến lâu chưa? Đến từ sáng, đến bán được đâu? Bán được nhiều chưa? Bán được hơn 100.000. À, thế thì tốt rồi. Thế còn hơn những người ở đằng kia rồi. Hơn 100.000 rồi. Vâng. Thế bà đâu? Bà bán kia. Bán quần áo trong kìa. Quay ăn cứt như quay gì? Quay để làm. Thế nên nói thế thì đi lên video được người ta mắng cho. Đâu đồ đi à?